Philly to to Los Từ Philly cho tới Chicago, cho tới Los Angeles. Vào no buổi tối ngày hôm nay không có ngày nghỉ cho gần 13 triệu người trên Hoa Kỳ. Over the Labor Day Đó là những người bay vào cái ngày lễ cuối tuần Labor Day này. Mấy người này ở đâu tới quá trời luôn. Thì hy vọng là mọi chuyện sẽ dịu dịu xuống đâu ra đó. Có nhiều sân bay lớn trên Hoa Kỳ nhìn thấy số người lên sân bay đi rất là nhiều. Tháng 8 vừa qua, đó là cái tháng 8 khốn khổ. Gần 25% những chuyến bay vào lúc đó chậm trễ. Tôi đây đi chuyến máy bay sớm và tới đây rồi không ngờ lại bị lộn xộn nó đông người như vậy. Hãng máy bay hiện tại họ đang kiếm cách làm tốt trở lại sau khi vào cái mùa hè rất là nhiều chuyến bay quỷ bỏ. Vào cuối tuần này, Số đông người trên Hoa Kỳ sẽ đi bằng xe, đó là 82%. Xăng đang giảm xuống khoảng chừng 2 tháng rưỡi. Trong lúc này là 3 đồng 80 sen một ga lông. Nhưng mà tính ra, xăng trong lúc này vẫn cao hơn hồi năm rồi, là trăm lái xe du lịch đó là nhiều người thích làm như vậy cho dù tiền xăng nó đang mắc một chút xíu trong lúc này có nhiều người muốn đi chơi có 48 triệu người trên Hoa Kỳ không có cách nào trốn được chống được về cái chuyện trời nóng hết. Ngày hôm nay ở bên California, Golden State, bên đó là nóng, rồi còn cộng thêm trái rừng nữa. Nằm về hướng Bắc ở bên California, hiện tại ngay bây giờ, Chính phủ kêu mọi người phải rời khỏi đó là thêm một cái bùng trái xảy ra ở đây nữa. Cái trái này đe dọa ngay thành phố Weed, Giống như thành phố ở Los Angeles. Có nhiều người gọi cho emergency, khẩn cấp. Ngày hôm qua không, LAF đã trả lời 227 điện thoại người ta gọi vô. Đó là hơn cái bình thường họ có mỗi ngày. Đa số người ta gọi vô toàn là bị trời nóng quá cho nên bị chuyện người ta gọi vô. Trong lúc này trời nóng thêm nữa toàn là 100 ngoài độ không. Giống như ở thành phố Las Vegas, Nevada, Salt Lake City, Utah, à Wyoming. chúng tôi hiện tại nhìn thấy không phải chỉ những người lớn tuổi không mà trong đó có những người trẻ nữa đây là ảnh hưởng chung cho tất cả mọi người và phải tùy theo trời nóng bao lâu nữa ngày hôm nay rất là nhiều người trên hoa kỳ nhìn thấy cái trời nóng như vậy xảy ra đây là cái ngày lễ nghỉ nằm trong phá cư luật trời nóng